Chào mừng các bạn đến với chuỗi video hướng dẫn sử dụng của trung tâm trợ giúp Sapo. Xin chào các bạn, cân điện tử chuyên dùng tính tiền trong các cửa hàng, chuỗi siêu thị đã trở nên quá quen thuộc với khách hàng khi mua sắm hàng hóa. Vậy, làm thế nào để có thể tích hợp được tính năng này vào phần mềm quản lý bán hàng Sapo? Trong video này, Sapo sẽ hướng dẫn các bạn cách tích hợp cân điện tử và áp dụng tính năng này vào phần mềm. Đầu tiên, bạn vào ứng dụng. Chọn cân điện tử. Bật tính năng cân điện tử. Tiếp theo, bạn chuyển sang phần thiết lập cân điện tử. Việc thiết lập này nhằm phân biệt mã vạch tạo ra từ cân điện tử và mã vạch thường. Thiết lập quy định mã cân. Quy định mã cân chính là mã của cửa hàng, bạn tự đặt số có 2 chữ số từ 00 đến 99. Sapo lựa chọn số 21. Sau đó nhấn cập nhật để lưu lại. Cài đặt mã vạch trên cân theo mẫu bắt buộc. Mẫu mã cân điện tử này sẽ bao gồm 13 ký tự. Trong đó, hai ký tự X đầu tiên là hai chữ số mã cửa hàng, chính là quy định mã cân mà bạn vừa thiết lập ở bước trước đó. 5 ký tự A tiếp theo là mã sản phẩm của Sapo, bắt buộc là 5 ký tự số, không áp dụng cho mã chứa chữ và ký tự đặc biệt. 5 ký tự B tiếp theo là khối lượng sản phẩm và là đơn vị gram. Ký tự M cuối cùng là mã check SUM của cân, là một chữ số bất kỳ từ 0 đến 9. Tiếp theo, Sapo tạo mới một sản phẩm trên phần mềm có mã SKU là 12345 và thêm số lượng tồn thực tế của sản phẩm. Ví dụ, cân được dưa hấu nặng 1,5 cân, tương đương với 1.500 gram. Khi cài đặt mã vạch trên cân như hướng dẫn trên, mã vạch in ra từ cân sẽ có số là 21-12345-015-006. Trong đó, 21 là mã cửa hàng và là quy định mã cân, 12345 là mã sản phẩm, 01500 là khối lượng sản phẩm và 6 là mã check bất kỳ. Sau khi cài đặt và in mã vạch từ cân điện tử, bạn tạo đơn hàng theo các bước cơ bản. Lưu ý, cân điện tử chỉ áp dụng cho bán hàng tại quầy POS, chứ áp dụng cho bán hàng online. Bạn tích chọn vào biểu tượng cân điện tử tại ô tìm kiếm, sau đó quét mã vạch như bình thường. Phần mềm sẽ ghi nhận mã sản phẩm và số lượng tương ứng, ở đây là 1,5 cân. Nếu bạn không tích chọn biểu tượng cân, khi quét mã vạch, hệ thống sẽ báo lỗi, không tồn tại mã sản phẩm này. Vì đây là sản phẩm được in ra từ cân điện tử và có khối lượng là 1,5 cân. Như vậy là Sapo đã hướng dẫn bạn cách thiết lập cân điện tử và áp dụng tạo đơn hàng trên phần mềm quản lý bán hàng Sapo. Mọi thông tin cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6750 hoặc cổng trợ giúp support.sapo.vn để được hỗ trợ. Chúc các bạn thực hiện thành công và may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại!